Mỹ mất vị thế siêu cường sau cuộc đối đầu với Nga. Vị thế siêu cường hàng đầu của Mỹ đang bị đe dọa bởi những hành động của Nga và đối tác, nhận xét trên do nhà khoa học chính trị người Ai Cập Ahmed Odeh đưa ra trên tờ InfoBRICS. Sau khi Liên Xô tan rã, trên thế giới chỉ còn một siêu cường giữ vị trí độc tôn, đó chính là nước Mỹ. Với ưu thế tuyệt đối của mình, Washington bị cáo buộc đã chèn ép nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên theo đánh giá của chuyên gia Ahmed Odeh, bất chấp mọi nỗ lực của Washington nhằm duy trì ảnh hưởng, thời đại của họ đang dần kết thúc và quá trình này không thể đảo ngược. Nhà phân tích người Ai Cập tin rằng những gì diễn ra tại châu Âu là bằng chứng xác nhận về thời kỳ suy yếu của nước Mỹ, quyền bá chủ đơn cực đang trong những thời khắc cuối, chuyên gia Odell nhấn mạnh. Theo ông Odell, Mỹ và đồng minh trong thời gian qua đã áp đặt vô số biện pháp trừng phạt chống lại Moscow và họ tin rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Nhiều quan chức phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, đều tin chắc rằng Moscow sẽ quỵ ngã vì sốc và sợ hãi trước tác động của những biện pháp trừng phạt, chưa từng có tiền lệ. Mặc dù vậy, thực tế diễn ra lại khác hẳn với những gì phương Tây dự liệu, khi Moscow không chỉ đứng vững mà còn, dán trả đối thủ một cách rất hiệu quả trong cuộc đấu tranh địa chính trị này. Mỹ và các đối tác NATO của họ đang cạn kiệt đạn dược và vũ khí, trong khi nền kinh tế đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đại suy thoái nhà phân tích người Ai Cập cho biết. Chuyên gia Odell nhận xét, Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông muốn truyền tải thông điệp ấn tượng rằng sức mạnh quân sự và chính trị của Mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng đây chỉ là một lời nói dối. Tác giả bài viết trên tờ Infobricks nhận xét, việc ông Biden mô tả Ukraine như lò luyện kim của kỷ nguyên thống trị mới đối với Mỹ có thể dẫn đến một cách tính toán rất khác và gây nhiều hậu quả hơn. Khi địa vị và quyền lực của nước Mỹ suy giảm, nhiều quốc gia sẽ tìm mọi cách để chống lại ảnh hưởng của washington cộng đồng thế giới đang dần hiểu ra rằng việc phục tùng nước mỹ không phải là lợi ích của họ trong bối cảnh đó nhóm các nền kinh tế mới nổi brics và tổ chức hợp tác thượng hải sco đang tăng cường sức mạnh trong đó nga và trung quốc đóng vai trò hàng đầu như nhà quan sát lưu ý nhân loại đang chứng kiến sự bất công của thế giới đơn cực do mỹ dẫn đầu vào quá trình chuyển đổi sang một hệ thống trực tự thế giới mới là điều không thể dừng lại. Mặc dù vậy, có những xét khác cho rằng quan điểm của ông Erdogan là quá lạc quan. Mỹ và đồng minh tuy rằng có thể suy yếu, nhưng sức mạnh về kinh tế và quân sự của họ vẫn vượt xa mọi đối thủ cạnh tranh. Những tổ chức mới như BRICS hay SCO bị nhận xét còn hoạt động một cách rời rạc và các thành viên hoàn toàn có thể quay trở lại vòng tay của Mỹ khi nhận được sự đảm bảo về quyền lợi.